Cảnh sát 113 vây bắt nhóm thanh thiếu niên dùng súng đạn giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm thanh thiếu niên mang theo súng để hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng cảnh sát 113 đã triển khai lực lượng ngăn chặn, truy bắt các đối tượng. Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ ngày 23 tháng 7, nhận được tin báo. Trên đường Hùng Vương và Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, có nhiều thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng. Lực lượng cảnh sát 113, công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt. Khi thấy lực lượng cảnh sát 113, các đối tượng lên xe bỏ chạy. Lực lượng CS 113 đã bắt được 3 đối tượng gồm Phạm Tuân, sinh năm 1998, ngụ xã Nghĩa Hưng, Chư Pa, Gia Lai. NBK, sinh năm 2006, ngụ xã Nghĩa Hòa, Chư Pa. Và LAN, sinh năm 2007, ngụ phường Hội Phú, thành phố Pleiku. Ngoài ra, tổ công tác cũng thu giữ 2 khẩu súng, bên trong có 5 viên đạn, 12 viên đạn chưa sử dụng, 9 vỏ đạn kim loại. Tại hiện trường TVQD, sinh năm 2006, ngụ xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, bị thương. Cảnh sát 113 đưa đề đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Pleiku tiếp tục điều tra, làm rõ.